Xin chào đón võ sư Cương Nguyễn của chúng ta. Chia đẹp trai và ra tài. Video này là video hay tôi quay để nói về trình độ võ sư. Này võ sư không ngại để khoe thân thể, thân hình ta mới vào ngực 90 cho các fan hâm mộ của anh, nhất là các hot girl. Nói về độ đẹp trai của anh. Loan ngựa. Vậy.